Cả nhà xin chào cả nhà. Hôm nay nhân ngày trời chuyển mưa lạnh cho nên là mình trổ tài vào bếp. Thì cũng như các bạn biết là các bạn cũng chưa bao giờ thấy mình vào bếp đúng không? Thì hôm nay mình vào bếp để nấu một món. Đố các bạn biết đó là món gì? Thì hôm nay nhân cái trời chuyển mưa và se lạnh như thế này thì chúng ta ăn món súp nóng Việt Nam của mình là nó thật sự là hợp lý và ấm áp. Thì mình sẽ nấu cái món là súp nuôi đuôi bò đó. Thì mình sử dụng cái súp mình sử dụng cái đuôi nuôi Mỹ. Thì ông xã mình ông nói là nuôi Mỹ nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn, bởi vì nuôi Mỹ thì người Mỹ họ nấu thành những cái món ăn của người Mỹ, không giống như mình là nấu súp nuôi đuôi bò đâu, họ không có biết cái món này. Nhưng mà mình sử dụng cái nuôi của họ để mình nấu cái món ăn Việt của mình thì thật sự rất là tốt cho sức khỏe. Cho nên là mình dùng cái món này, bởi vì món này người ta làm từ lúa mạch đó. Cho nên mình đã sử dụng cái nuôi này để mình nấu cái món súp nuôi đuôi bò. Vậy thì mời các bạn cùng với mình vào bếp nhé. Các bạn, nuôi mình đã bắt đầu cho vào nước để mà đun sôi nuôi trong vòng mà nuôi Mỹ này á, là mình phải người ta dùng để nấu mì Ý đó. Nhưng mà mình mua cái này mình về mình nấu chất lượng hơn nuôi Việt Nam mình, nên mình cái thời gian mình nấu nó lâu hơn 12 phút đó. Thì mình sẽ nấu món nuôi đó. Còn xương đây thì mình đã hầm đuôi bò, nóng quá, đuôi bò cà rốt mình đã thử rồi các bạn, rất là ngon luôn. Để mình đây đó, wow, mình có hầm với xương gà nữa, hầm với xương gà đó, ngon chưa các bạn? Ngon quá đó, bạn thấy không, rất là ngon luôn đó. Thì chút nữa mình sẽ bắt đầu múc ra để mà mời các bạn cùng thưởng thức với mình, thử cái tài vào bếp của mình như thế nào nhé. Đây các bạn, cái nồi súp thì mình đã nấu xong rồi. Mình đã hầm nó tương đối lâu đó. Đuôi bò phải hầm cả hơn tiếng không các bạn à? Hơn một tiếng rưỡi đó, nó mới mềm được cái đuôi bò này. Đó, đuôi bò này, cà rốt nè. Mình có bỏ một ít thơm và một củ hành tây để cho cái nước dùng mình nó thơm. Đó, thì mình đã nếm thử cái nước dùng thì nó trên cả tuyệt vời các bạn ạ. Còn xíu nữa mình sẽ múc ra tô, bỏ đầy đủ gia vị và sẽ mời cả nhà mình thưởng thức thêm, xem thử cái tài nấu nướng mình nó như thế nào nhé. Mình đã múc xong nuôi vào tô, nuôi nè, cà rốt nè, đuôi bò nè, và mình đã rưới một ít nước mắm cay mình rưới lên rồi. Vậy là mình đã có xong một cái tô nuôi súp tươi. Các bạn nhìn nè, ngon không? Các bạn nhìn nè. Đó, đó, nuôi nè các bạn. Đó, đi gần các bạn coi nè. Đó, đuôi bò nè, é thì đó. Thì mình chỉ nấu đơn giản vậy thôi, tại vì mình có baby nó rất là thật sự bận rộn. Baby lúc nào cũng quấn cái chân của mình. Ý ai ơi, mình khang là mình không thể làm bất cứ cái gì hết. Nên mình phải nấu nhẹ thôi để mà ăn. Ăn vội cho nhân cái ngày mưa lạnh này thôi. Thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn về một chút cái món ăn mà mình yêu thích trong cái ngày mưa lạnh, và cũng là lần đầu tiên mình đi vào bếp để mà trổ tài làm bếp. Mời các bạn đã trải nghiệm cùng mình. Thì bây giờ mình sẽ thử cái món nuôi này nó như thế nào nhé, sau những cái gì vất vả mình đã làm. Trên sự mong đợi của mình các bạn ạ. Vậy là thôi, bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Bây giờ thì mình ăn tiếp đây, mình sẽ cùng cả nhà ăn tiếp. Mình chỉ giới thiệu các bạn món hôm nay, món súp, và để cho các bạn cũng biết được lần đầu tiên mình vào bếp như thế nào, và mình trổ tài làm bếp mình có đi nổi tệ lắm không, thì đó là tùy vào cái sự đánh giá của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái kênh của mình thì nhớ bấm like, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đen, đen, đen.